Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng thanh long của Việt Nam vào khoảng gần 1,4 triệu tấn một năm. Riêng quý 1 đầu năm, tức là dịp này, sẽ thu hoạch khoảng 300.000 tấn và đang chưa có đầu ra. Cụ thể, sản lượng thanh long ở các tỉnh trồng lớn ở phía Nam trong quý 1 năm 2022 như sau. Tháng 1, tỉnh Bình Thuận có sản lượng 60.000 tấn, Long An 24,9 nghìn tấn, Tiền Giang 26,8 nghìn tấn, các tỉnh miền Nam 113,1 nghìn tấn. Tháng 2, tỉnh Bình Thuận 30.000 tấn, Long An 16.000 tấn, Tiền Giang 17,6 nghìn tấn, các tỉnh miền Nam 65,3 nghìn tấn. Tháng 3, tỉnh Bình Thuận 20.000 tấn, Long An 13,9 nghìn tấn, Tiền Giang 18.000 tấn, các tỉnh miền Nam 61,1 nghìn tấn. Như vậy, trong quý 1, tỉnh Bình Thuận có 110.000 tấn, tỉnh Long An có 54,8 nghìn tấn, tỉnh Tiền Giang 62,4 nghìn tấn và các tỉnh miền Nam 239,5 nghìn tấn. Theo Cục Trồng trọt, con số trên chưa tính sản lượng thanh long còn ở trên cây. Từ khi phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu quả thanh long thì ước tính hiện đang có hơn 100.000 tấn thanh long đã thu hoạch nhưng chưa có đầu ra tiêu thụ. Tại Bình Thuận, sau khi việc thông quan ở các cửa khẩu phía Bắc bị đình trệ, giá thanh long giảm khá sâu, có nơi còn 2.000 đến 4.000 đồng 1kg. Như chúng tôi đã phản ánh trong một số các bản tin trước, trong bối cảnh xuất khẩu nông sản bằng đường bộ qua cửa khẩu phía Bắc sang Trung Quốc đang bị tê liệt vì việc xuất khẩu bằng đường biển đang được xem là lựa chọn khả quan. Tuy nhiên, theo một số các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì việc xuất khẩu nông sản bằng đường biển cũng gặp phải một số các khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu container nghiêm trọng hiện nay. Mặc dù là nhiều doanh nghiệp đã đặt xe container từ rất sớm, nhưng mà đến khi cần vẫn không có vỏ container. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, container lạnh đường biển hiện thiếu trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp phải mua lại container lạnh từ doanh nghiệp khác nên giá tăng gấp đôi, thậm chí 3 đến 4 lần so với giá thực tế. Tự nhiên cái ông đường bộ ông đổ về một phát cái là nhu cầu lên 2-300 công thì lấy đâu ra. Lúc đó sẽ có cái tình trạng là buôn bán chợ đen thôi, giữa những người đã bút rồi với những người chưa bút. Chứ còn hãng tàu thì cái giá cước hay là này nghĩ là không bao giờ họ tự ý nâng giá được. Mà cái này là phải làm việc với các cái hãng tàu, hãng tàu nhất là các cái hãng tàu mà có cái tuyến đi ví dụ trước đi Trung Quốc. Tình trạng chung là các container đang nằm ở các cảng của Mỹ, cảng của châu rất nhiều, do là bên đó là Covid và cái lao động, lực lượng lao động để luân chuyển để làm cái logistics rất là yếu, nên bây giờ hiện tại là đang thiếu, nên là bây giờ hầu như các hãng tàu là ưu tiên các cái vỏ công để xuất đi các nước xa bởi vì cước lớn, nên là cái mà công hàng để xuất đi ngay thị trường Trung Quốc cũng là khó khăn. Như vậy, vấn đề nan giải nhất hiện nay là các doanh nghiệp xuất khẩu đang thiếu vỏ container nghiêm trọng, nhất là container đông lạnh để đưa thanh long sang Trung Quốc cũng như các thị trường khác qua đường biển. Nếu giải quyết được vấn đề này, xuất khẩu nông sản qua đường biển sẽ thuận lợi. Chúng ta có thể là set up những cái buổi họp mặt và bàn luận hết sức là công khai về cái sản lượng chúng ta cần đi, và chúng ta cũng hỏi những cái người gọi lãnh đạo của hãng tàu đó rằng bây giờ các anh có thể cung cấp cho chúng tôi được bao nhiêu công trong tháng này, và một tuần các anh vào 7 con tàu như vậy thì trên mỗi con tàu đó là các anh sẽ cho tôi bao nhiêu chỗ để đi Shanghai, đi Đại Liên hay là đi Xiamen. Cũng theo các doanh nghiệp, dù Trung Quốc không cấm Việt Nam xuất khẩu vào bằng đường biển, nhưng phía Trung Quốc kiểm soát dịch COVID-19 rất nghiêm ngặt, và nếu phát hiện ca bệnh, nước bạn cũng sẽ tạm ngưng nhập khẩu. Do vậy, chúng ta cần khắc phục được vấn đề có virus SARS-CoV-2 trên quả thanh long và các thùng hàng khi đưa sang Trung Quốc. Thanh long bị ùn ứ không xuất khẩu được sang Trung Quốc là chuyện không mới, nhưng đây là lần ách tắc nghiêm trọng nhất. Và để tìm giải pháp tháo gỡ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gần đây đã liên tục tổ chức những diễn đàn kết nối tiêu thụ thanh long. Nhưng không chỉ là vấn đề trước mắt, mà việc này cần phải có kế hoạch và chiến lược lâu dài, trong đó thì đa dạng hóa thị trường tiêu thụ phải là trung tâm. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, xuất khẩu thanh long đạt hơn 998 triệu đô la Mỹ, đóng góp tỷ trọng rất lớn trong xuất khẩu. Trong thời gian tới, các địa phương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. Để mà chúng ta kết nối thì đều phải có những cái thông số rất là chắc chắn, mà đặc biệt là bây giờ rất nhiều thị trường họ yêu cầu là chúng ta phải cấp cái mã số, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, rồi ngay cả EU, rồi Mỹ, thì bởi vì đây nó gắn với các cái vùng trồng và những cái cơ sở mà đã được đủ điều kiện để mà đảm bảo cái vấn đề an toàn thực phẩm.
Một số tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài cũng cho biết, thanh long nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung đang được người dân một số quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ ưa chuộng. Thậm chí ở châu Âu, thanh long và nông sản từ châu Á đang được coi là siêu thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin từ phía chính phủ Nhật Bản, cũng đã có lưu ý là cái sản phẩm từ Việt Nam xuất khẩu sang thì cũng đã có những cái vi phạm liên quan đến cái dư lượng. Thế thì những cái này thì cũng ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mà Việt Nam mà quản lý cái này không tốt ấy, thì là họ sẽ cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng. Nhưng lúc đó thì cũng sẽ là phải hai bên cũng sẽ phải đàm phán và cũng phải xử lý rất là lâu. Các doanh nghiệp và những người mà quan tâm đến các lĩnh vực thanh long thì cũng được nghe các tham tán ở các nước cũng nói, các nước khác cũng đòi hỏi về mặt tiêu chuẩn quy chuẩn. Cho nên vấn đề chúng ta bây giờ phải làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu của các nước. Đó là vấn đề số 1. Thì chúng tôi rất muốn là có sự đồng hành của tất cả các doanh nghiệp và người sản xuất, nhất là người sản xuất. Chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy. Tư duy ở đây là tư duy không phải là phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, mà là phải đa dạng thị trường, đáp ứng được hết. Cũng theo Bộ Nông nghiệp, dù đa dạng thị trường nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng. Người dân và doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng được yêu cầu phía bạn đặt ra thì mới tận dụng được những cơ hội mà thị trường tiềm năng này mang lại. Tại diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long, có một số các giải pháp đã được đặt ra, trong đó thì chinh phục thị trường châu Âu tiềm năng và nhất là thị trường Hà Lan là ý kiến được nhiều người quan tâm. Bởi Hà Lan vốn được xem là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa nông sản vào châu Âu. Một khi trái thanh long Việt Nam đã vào được thị trường này thì sẽ mở ra cơ hội rất lớn để xâm nhập vào các thị trường khác. Tại Hà Lan, quả thanh long được người dân rất ưa chuộng. Mua thanh long ở Hà Lan không dễ bởi số lượng hàng còn ít. Giá thanh long ở siêu thị vào khoảng 260.000 đồng với quả 400g. Và để xuất khẩu thanh long vào Hà Lan thì các sản phẩm phải đạt chứng nhận Global Gap và khoảng 150 tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra thì màu đỏ của trái phải chiếm hơn 70%, cuống phải cắt hoàn toàn và tai thì không được dài quá 1,5cm. Do vậy mà các doanh nghiệp cần phải đầu tư quảng bá, xúc tiến hình ảnh thanh long, đồng thời đa dạng các loại hình thức chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Dự kiến là từ ngày 22 cho đến ngày 25 tháng 1 thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức một diễn đàn đẩy mạnh đưa nông sản Việt Nam sang châu Âu, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu và người nông dân, các nhà sản xuất có thể nắm được thị trường châu Âu hiện nay cần sản phẩm nào và yêu cầu chất lượng cụ thể ra sao. Thưa quý vị, dù vậy thì doanh nghiệp trái cây Việt cũng không nên và không thể bỏ quên thị trường trong nước với gần 100 triệu dân và đã có thói quen dùng hàng Việt hàng ngàn năm qua. Song song với đó thì cũng cần phải tăng cường công tác bảo quản sau thu hoạch bằng các công nghệ hiện đại để nông sản trái cây được bảo quản lâu hơn mà vẫn giữ được chất lượng. Trong bối cảnh nông sản bị tồn đọng như hiện nay thì việc đầu tư hệ thống kho lạnh bảo quản tại mỗi địa phương được xem là hướng đi cần thiết. Đây là kho chứa trái cây rau củ nhưng khác biệt với các kho chứa khác bởi được sử dụng vận hành bằng công nghệ điều chỉnh khí hoàn toàn tự động. Đây là công nghệ bảo quản nông sản sạch, không dùng hóa chất mà chỉ thay đổi thành phần khí quyển trong kho, đưa nông sản rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nhờ đó có thể kéo dài thời gian bảo quản tươi lên gấp 4 lần so với bảo quản lạnh thông thường. Dùng cái khí nitơ hoặc là CO2 để thay thế cái thành phần khí oxy trong cái môi trường bảo quản để tối thiểu hóa cái lượng oxy cho nông sản, nó giảm thiểu cái hô hấp, thời gian tươi ngon nó sẽ được kéo dài ra. Hiện nay, hệ thống kho lạnh này đang có sức chứa 4.000 pallet, tương đương từ 2.000 đến 4.000 tấn nông sản tùy mặt hàng. Trong kho hoàn toàn không có con người, hệ thống robot thay thế con người trong lưu kho. Giá lưu kho hiện nay tại hệ thống bảo quản này chỉ ở mức 20.000 đồng một ngày một pallet, khoảng 500 đến 800 kg nông sản. Nếu mà đưa được vào trong đây, chi phí thì rất là rẻ. Tuy nhiên thì vào đây thì nói chung là chúng ta kiểm soát được rất là nhiều. Và chúng tôi đánh giá đây là một cái công nghệ mà chúng tôi nếu có điều kiện thì vẫn muốn là thu hút các cái doanh nghiệp khác đầu tư lên. Để mà nếu mà chúng ta tăng được cái này thì chúng ta có thể, đối với cái hàng mà thu hoạch trái cây chính vụ là hiện nay mình đang là một cái điểm yếu đó, thì sẽ đưa vào cái tồn trữ để chúng ta điều tiết sang những cái thời điểm khác. Tình trạng ùn ứ container quay đầu khiến nông sản hư hỏng phải đổ bỏ. Tình trạng này sẽ không xảy ra nếu trên các container cũng được tạo môi trường như trong kho lạnh. Một giải pháp được đưa ra là áp dụng công nghệ bơm khí nitơ vào các container.
tỷ lệ hao hụt do mất nước hoặc vỏ trái hư hỏng của nông sản sẽ chỉ dừng ở mức 1%. Nếu mà mình vẫn duy trì được cái điều kiện bảo quản đó ở trong kho cho trái cây thì trái cây nó sẽ không có bị hô hấp mạnh như cái ở trên môi trường bình thường đó. Thời gian bảo quản nó sẽ kéo dài hơn 1 tháng. Những cái tình trạng mà quay đầu xe như thế này sẽ không có bị phải đổ bỏ như thế này. Sự đầu tư của đơn vị này hiện cũng chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu dịch vụ sau thu hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống này khi được nhân rộng và áp dụng tại nhiều địa phương sẽ giúp hạn chế tình trạng được mùa mất giá, góp phần nâng cao giá trị nông sản.